Hello, chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em là Phúc với số hotline 0979777893. Thì hôm nay thì em mới về một con Honda Civic 207 hộp số tự động. Thì hiện nay con xe này thì bên em đang chào bán với giá là 285 triệu quý anh chị nhé. Xe đang mang biển tỉnh và xe màu bạc. Và hạn đăng kiểm của con xe này thì còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2020 quý anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan con xe này. Thì thời gian gần đây thì rất là nhiều anh chị hỏi em về cái dòng Honda Civic quý chị nhé. Thì hôm nay thì em muốn quay cận cảnh và chi tiết cho quý anh chị để quý anh chị có thể tham khảo cũng như là xem kỹ về con xe này. Thì trước khi em chia sẻ kỹ về con xe này thì em xin chia sẻ thêm cho quý anh chị thì bên em thì chuyên mua và bán những cái dòng xe đã qua sử dụng quý anh chị nhé. Từ máy xăng, máy dầu, số sàn đến số tự động quý anh chị ạ. Thì những quý chị nào mà lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này quý anh chị có thể tiện cập nhật được những mẫu xe trên thị trường cũng như là tất cả những cái con xe bên em chia sẻ cho quý anh chị hàng ngày quý anh chị nhé. Thì đây này, xe thì đây là một cái dòng xe mà gia đình đi, xe này là xe gia đình đi quý anh chị nhé. Xe cam kết với quý anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước quý anh chị ạ. Đây ạ. Về phần đèn gầm và đèn trước của xe này thì quý anh chị này, đó còn khá là mới quý anh chị nhé. Đó, xe thì bị chầy ở phần trước này quý anh chị này. Nói chung cái vết chầy này thì không ảnh hưởng gì. Đó, xe này thì bên em chưa giảm tút chưa như nào, xe bên em mới thu về luôn quý anh chị nhé. Đó, về phần mâm lốp này, mâm là da đang la răng đúc này quý anh chị này. Lốp này rãnh còn khá là sâu quý anh chị nhé. Đó, rãnh còn khá sâu. Đó. Đây, về phần đĩa của nó này, về phần hoành ABS của nó và phần cái đĩa này còn rất là khá là dày quý chị nhé. Đó, xe này thì đã được dán phim nhiệt chống nóng này, bè chắn mưa đầy đủ rồi quý chị nhé. Đây ạ, nội thất bên trong này quý chị ơi. Đây, về phần tắp đi của xe đây, xe còn khá là đẹp quý chị nhé. Đó, nội thất bên trong này thì là ghế da trần nỉ quý chị nhé. Ghế da trần nỉ. Đó, sàn này có gì này, sàn sạch sẽ có gì nhá. Đó, nói chung là xe này thì xe gia đình đi nên rất là giữ gìn cái gì nhá. Đây, hộp số củ số đây có gì này. Đó, vô lăng này. Đó, xe này thì chủ yếu là một số cái điều hòa radio FM. Đó, cái chức năng cơ bản, túi khí an toàn, rồi phanh ABS quý chị nhá. Đây, các phim bấm này, đó đang còn khá là mới quý chị nhá. Trần này, đó trần nỉ quý chị nhá. Đó, hộp để đồ này xịn. Đó, xe này gia đình đi quý chị nhá. Đó, bây giờ em sẽ quay đến cái phần khoang sau và phần gầm bệ cho quý chị ạ. Đây, các tay nắm cửa này được nẹp và viền hết rồi quý chị nhé. Đó, đó nội thất bên trời đang phủ ghế hàng ghế sau này quý chị này. Đó, cái này thì cửa đóng rất là nhẹ nhàng quý chị nhé. Đó, đóng rất là nhẹ nhàng và hít quý chị ạ. Đó, đây là phần lốp phía sau này. Đó, cái này phanh ABS 4 bánh luôn quý chị nhé. Đó, nói chung là xe này thì đang còn rất là ok quý chị nhé. Động cơ con xe này là 1.8. Đó, 1.8 quý chị nhé. Đây ạ. Bây giờ em sẽ đề máy lên để quý chị có thể cảm nhận rõ hơn về con xe này nhé. Đây ạ. Xe này thì đây, xe này thì đi được khoảng 189.000 rồi quý chị ạ. Đây, xe này còn máy lạnh thì Red Run quý chị nhé. Đó, xe này được trang bị hai túi khí. Đây, tất cả các cái chức năng này đều rất là ok để quý vị nhé, hoạt động rất trơn tru. Này, để em mở
Âm thanh thì nghe rất là ok các chị nhé. Đây là một cái dòng xe mà hiện nay được rất là nhiều anh chị hỏi và quan tâm. Thì hiện nay con xe này thì bên em đang chào bán với giá là 285 triệu bao quý chị rút hồ sơ quý chị nhé, 285 triệu. Thì quý anh chị nào mà quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0979 77 893, hoặc kết bạn trực tiếp Zalo với em để được em hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị nhé. Rồi em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.